Nghe bảo đồ ăn ngoài Đà Nẵng rẻ lắm mọi người ạ. Không biết là 50.000 đồ viên chiên ở ngoài Đà Nẵng thì có nhiều hơn 50.000 đồ viên chiên ở Sài Gòn không? Tôi tò mò, bạn cũng thế. Lấy em cá viên, tôm viên, bò viên với lại hồ lô, rau củ cũng được, cứ đủ 50 em được. Dạ. Yeah. Sau khi mà tôi mua 50.000 phần đồ viên chiên ở Đà Nẵng thì tôi thấy là nó nhiều hơn. Ở Sài Gòn thì có thêm cả đậu bắp, nhưng ở bên này thì không có rau riết đậu bắp gì cả. Cho nên là chúng ta sẽ cấn với một tẹo ha. Cái số lượng ở đây sau khi mà mình check ha, 12 viên cá, 12 viên bò, 12 viên tôm, 9 viên rau củ, 4 viên hồ lô và một cây xúc xích. Về cái số lượng thì mình thấy là chắc chắn là hơn ở Sài Gòn rồi nha. Nhưng mà có một điều là những cái viên này nó lại nhỏ hơn một chút so với lại ở Sài Gòn. Cái hồ lô ở đây vị nó hơi khác một tẹo. Cái xúc xích này 5.000. Mấy cái viên khác thì tôi thấy bình thường, nhưng mà cái bò viên ở chỗ này ngon thật mọi người, thơm cực kỳ. Thơm cái mùi bò kết hợp với lại các đặc sản nướng đá. Mình đi ở trong trung tâm thành phố Đà Nẵng, tìm không ra mấy cái xe bán đồ viên chiên các kiểu nha. Ra tiếng tận ngoài đây công viên các kiểu thì mới ra mới nhìn thấy. Còn ở Sài Gòn mình chỉ cần đi ra dạo dạo phát là có ngay rồi. Ăn xong rồi mới sực nhớ ra nó hơi khác một chút. Đồ ngoài Đà Nẵng đây thì không có sa tế với lại đồ chua. Vậy thôi, tôi tò mò, bạn cũng thế.